Hello, em xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nha. Trước mắt các bác đang xem đây là em quái dị luôn các bác. Các bác có thể thấy em này cực vip luôn. Ui dồi ôi. Chim vừa mới về các bác nha. Tắm rửa xong ra khỏi học nha các bác nha. Vừa chui ra khỏi học đấy các bác ạ. Các bác có nhìn thấy không? Cao cầu đuôi dài. Ôi trời ơi, ngũ trường em cũng không biết. Thật sự là gặp những chú chim này nó quá hiếm luôn các bác ạ. Không phải chú chim nào cũng được như con này đâu nha các bác nha. Hai họa đều to tướng luôn, cao cầu thẳng tắp luôn các bác ơi. Ôi, chim quá đẹp luôn. Chim mà chưa khai thác luôn các bác nhé. Em này chưa khai thác các bác nhé. Ui xùi các bác nhìn em chim này luôn. Các bác không bác nào bỏ qua được rồi. Chim nói thật sự với các bác là chim này vừa từ dân bản về nhá. Chưa qua khai thác được các bác ạ. Do ăn uống rất là khổ sở các bác nhé. Em có thể zoom cho bác cái lông ngực này. Đấy nhìn rất là khổ sở. Đói gầy còm ấu yếu. Em này mà chăm mà tốt lên em khẳng định với các bác bộ phải trên đầu 7 các bác ạ. Nhìn to cao đẹp quá các bác ạ. Chim thật sự nhìn chú chim này cũng thật sự là em nói thật sự các bác ai cũng thích luôn chứ không phải là bọn em đâu các bác. Nghe anh ơi, có điện thoại. Ok anh, vâng ok anh. Ok, em đang quay chim tiếng gọi lại cho nhé. Vâng. Đây là phải nói là hàng siêu khủng luôn các bạn. Thật sự các bác em nhìn con chim này cũng quá vip luôn. Đẳng cấp các bạn. Chim chưa qua khai thác được các bác nhé. Nói chung là nhìn thật sự lông lá tê tua các bạn ạ. Em xin phép các bác nghe điện thoại đi nhá. Em đây, alo ạ. Em toàn gửi tàu thôi anh ơi, 100% chim em gửi tàu hết ạ. Mình cứ lấy ga Biên Hòa anh ơi. Vâng. Ga Biên Hòa, em gửi suốt mà anh, em lúc ấy các có người gọi cho anh chỉ đường anh ra lấy. Vâng. Thế ạ cơ. Thì không thì anh xem như nào nhờ ai lấy hộ thôi, em toàn gửi tàu thôi, bởi mùa này gửi tàu nó mát anh ạ. Gửi tàu, gửi xe khách nó nguy hiểm lắm, em thật. Nó gửi lại ở ga cũng được, hoặc là anh nếu mà thích thì em gửi lại ở ga cho anh, hoặc là không thì anh ra anh nó gọi trước cho anh khoảng 1-2 tiếng là anh ra anh lấy thoải mái mà. Ok anh, vâng ok anh, vâng. Hai ngày sau anh ơi là anh nhận được. Vâng, khác có người báo hoặc là em báo trực tiếp cho anh. Vâng, ok, vâng. Phải nói là đây là một em siêu mẫu các bạn. Siêu mẫu chứ không phải là siêu mẫu được các bạn. Em zoom sát mặt cho các bác xem nhé. Mặt em này thật sự mặt em nó quá đẹp luôn các bạn. Các bác nhìn mặt nó chưa? Các bác nhìn thấy mặt chưa? Hai họa đều tăm tắp nha các bác nhá. Chim có tuổi lồng, các bác nhìn chân có cáp này. Đấy, các bác thấy không? Nó thật sự với các bác nhìn cái lồng quân minh của em đây. Cái lồng này size 33 mà em nó hot, nếu mà lớn thì một lúc nữa chạm vào lóc lồng mất. Sợ thật con chim. Em này thật sự là quá là siêu mẫu luôn các bạn. Các bác nhận xét của em chim này giúp em cái ạ. Thật sự là quá là siêu mẫu luôn các bác ạ. Thank you.
cấp của đẳng cấp các bạn. Bộ thì cực to luôn các bạn, em này thật sự bộ quá to luôn. Tiếc cái là em nó vừa ra khỏi học nên vẫn còn mệt các bác nhá. Bây giờ em sẽ xử ra sách lồng cho các bác xem nhá, xem em nó có thuần không nhá. Thật sự chi mới về các bác thông cảm nhá, em cũng không dám manh động quá nhiều bởi vì là sợ nó ảnh hưởng đến điện đóm mất chết dở. Xin thuần các bác nhá, sách lồng nó hot này. Em này đúng là một siêu mẫu luôn các bác ạ, đúng siêu phẩm các bác nhá. Thật sự mà anh em nào mà chơi họa mi không đam mê em chim này thì em cũng không biết là phải tìm những chú chim nào để cho các bác đạt được nhu cầu của bác. Thật sự các bác là một những con chú chim mà nó thực sự là đến từ đầu ngón tay mà những chú chim này em quá là kết luôn. Nếu như nhà em không bán chim thì em sẽ giữ lại em này chơi, thật sự ngoan luôn, nhìn không có chán, không bao giờ chán được các bác. Nhìn quá nhìn đây, bây giờ sẽ quay cho các bác xem form mặt của nó nhá. Đây, em sẽ để đúng như tầm này luôn, đúng tầm này luôn để em nó quay mặt cho bác xem. Để hơi chích chách này tí thì nó sẽ rõ hơn này. Đây, cho bác xem. Các bác có thể thấy là một em chim này thật sự là rất đáng đồng tiền bát gạo các bác nhá. Mẹ thông báo luôn các bác là những em chim này thì giá nó cũng khá là tương đối là ấy đấy các bác. Không có giá ấy. Đấy các bác có thể thấy. Chim vừa mới ra khỏi hộc các bác nhá, tắm xong lông vẫn còn ướt sũng kìa, do dân bản chăm rất là kém. Đấy các bác nhìn đầu mặt em nó nhá, rất là dữ luôn các bạn, cực dữ luôn các bạn. Em này ấy. Ui giời ơi. Không thể chê được một chút nào luôn về em chim này các bạn. Em sẽ cố gắng zoom sát cho các bác xem về vào mặt em nó. Đây em sẽ zoom sát cho các bác nhá. Cái camera của em này thì cái máy quay này của em thì nó không được còn ngon cho lắm, nên là cái chế độ zoom của nó chỉ được hạn chế như này các bạn, không zoom sát được. Các bác vui lòng để ý kỹ giúp em đây. Rất may là em nó đã quay sát mặt về cho anh em xem. Anh em để ý nhá, mắt họa của em chim này gọi là không thể chê được một tí nào luôn. Anh em để ý này, mắt và họa em nó này. Đấy. Chim vẫn về, chim vừa mới về các bác nhá, cánh vẫn còn hơi xệ xuống này. Bác nào mà nhận chăm sóc em chim này thì các bác phải nuôi thêm nhá. Chứ về chưa chơi được luôn đâu, bởi vì là chim vẫn còn gầy và yếu lắm. Thôi, em xin chắc là quay video thôi, quay thêm vài phút nữa bởi vì càng quay càng thấy nó đẹp. Quá đẳng cấp luôn cho một em chim. Chim mệt quá các bạn. Thôi, video được 9 phút rồi, em xin phép dừng video tại đây nhá. Cảm ơn các bác đã xem video nhá. Chúc các bác xem video vui vẻ nhá. Em chim này thì thực sự là quá xuất sắc rồi. Bác nào alo nhanh thì còn nhá. Em xin cảm ơn tất cả các bác nhá. Nếu bác nào mà bù kết alo luôn cho em theo số điện thoại này 0974648999 nhá. Em xin cảm ơn các bác nhá.